Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ thời gian 2 năm, cách thời gian đó hư không biết cảnh đã 7 năm rồi. Trong 7 năm này, Lục Thiếu Du không xuất hiện một lần nào. Cả đại lục đã không còn ai tin rằng Lục Thiếu Du còn sống. Tất cả mọi người đều khẳng định lĩnh vũ chiến tôn Lục Thiếu Du đã chết trong hư không bí cảnh, không có khả năng còn sống. Mấy năm nay, Phi Linh Bôn trước sau như một, vô cùng yên tĩnh. Cả Phi Linh Bôn, tuyệt đại bộ phận cường giả đều tiến vào trong thiên địa tháp, Thời điểm này, Phi Linh Bôn cũng không tạo ra bất cứ động tĩnh gì. Cơ hồ tất cả đệ tử của Phi Linh Bôn yên tĩnh, thế nhưng không có nghĩa là yên lặng. Đặc biệt đối với đệ tử Phi Linh Bôn cũ mà nói, bọn họ đang chờ đợi, lặng lặng nhịn nhục huyết cửu, chờ trưởng Bôn trở về. Trong lòng cơ hồ tất cả đệ tử cũ đều có chung một nhận định, đó là trưởng Bôn chưa chết. Bọn họ tin rằng trưởng Bôn nhất định sẽ xuất hiện một lần nữa. Huyết cửu của Phi Linh Bôn huyết cừu vạn nhân bộ kia. Bây giờ chỉ cần trường môn trở về, tất cả đều có thể báo được. Trên một hải đảo, trong đình viện yên tĩnh, một lão già nhìn lên công trung ở hải đảo. Trên cổ của lão già này có một con rắn nhỏ màu vàng xoay quanh, giống như một cái vòng đeo cổ màu vàng. Người này chính là kim xà tôn giả. Sư phụ đã hơn 7 năm trôi qua, lục thiêu du còn chưa có xuất hiện. Chẳng lẽ đã chết thật rồi sao? Có phải chúng ta đã chọn sai đội hình rồi hay không? Thật là... Một lão giả đi tới bên người kim xà tôn giả rồi thấp giọng nói. Dùng đội hình của thiền địa mình và đế đà minh hiện tại, không nhất định thiền địa mình sẽ chiến thắng. Hóa vũ tổng đã bị diệt. Tình huống bây giờ ta cũng nhìn không thấu. Nước bên trong sâu vô cùng. Kim xà tôn giả lại nói trong một câu. Sư phụ à, dùng tu vi của người, hiện tại chỉ là một đà chủ. Nếu như lục thiêu du vẫn còn, còn không có lời nào để nói. Thế nhưng hiện tại đã trôi qua hơn 7 năm. Lục tiêu Du không có tin tức gì. Kim Sà Môn chúng ta chẳng lẽ cứ chịu đựng như vậy sao? Lão giả này nhìn Kim xà Tôn Giả rồi nói. Người muốn nói cái gì? Kim Sà Tôn Giả nhìn Lão già rồi hỏi lại một câu. Không biết trong ý hắn đang muốn nói đến chuyện gì. Lão giả này do dự một chút rồi nói. Cường giả cùng Nguyệt Long Các đi tìm sư phụ bọn họ đưa tới điều kiện cho sư phụ tiến vào trong thiên địa tháp theo con được biết lúc này vì lôi kéo một ít tán tu siêu cấp nguyệt long các thần kim các khôn dương đạo đều nói ra điều kiện tiến vào thiên địa tháp vài siêu cấp tán tu bởi vậy đều tiến vào trong thiên địa tháp cả nếu như sư phụ cũng có thể tiến vào thiên địa tháp một ngày kia sư phụ cũng có thể thành đế đến lúc đó kim xảo môn chúng ta có thể phát dương quang đại coi như sư phụ gia nhập nguyệt long các thì cũng là tồn tại đỉnh phong. Kim xảo muốn chúng ta tiến vào trong Nguyệt Long Các cũng coi như có một chỗ cắm rồi. Lão già vừa mới dứt lời, một thanh âm thanh thúy vang vọng, trên mặt liền xuất hiện dấu tay đỏ ửng. Sư phụ, sao người lại đánh con? Lão già này lập tức quỳ gối xuống trước mặt kim xả tôn giả, trong mắt không có một chút sợ hãi nào. Ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi có biết vì sao ta phải đánh ngươi không? Kim xả tôn giả nhìn lão già trước mặt, ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo. Đệ tử thực sự không biết. Lão già ngẩng đầu, một bên má đỏ bừng. Người coi sư phụ của ngươi là người như thế nào? Bán người các cầu vinh hay là gia nô của ba họ? Hay là có đầu tương hả? Kim xả tôn giả nhìn lão giả nổi giận nói. Ánh mắt lão giả kia thoáng trun rẩy một chút, lại nói. Có thể là đệ tử sai. Đệ tử chỉ tay mười vạn đệ tử Kim xả môn cân nhắc mà thôi. Không muốn đệ tử Kim xả môn ta trở thành pháo hôi. Đệ tử cũng không phải là người ham hưởng bạc. Bây giờ bằng không, khi Nguyệt Long Các tìm con, đưa ra điều kiện cực lớn để con phản bội sư phụ. Đệ tử lại cự tuyệt. Đệ tử chỉ vì cả kim xả môn. Gần đây có không ít đệ tử bắt đầu oán hận. Gió càng lúc càng lớn, đệ tử chỉ không muốn kim xả môn bị hủy hoại trong chốc đát mà thôi. Ánh mắt của kim xả tôn giả trầm xuống, vẻ mặt hòa hoãn hơn đôi chút, rồi nói, yên tâm đi, ta biết rõ người không phải là người hưởng lạc, bằng không cũng không nói với người những lời vậy. Mấy ngày trước, sư đệ người mất tích chính là ví dụ, hắn không giống như người, hắn đáp ứng điều kiện cùng Nguyệt Long Các rồi. Sư phụ, hóa ra... Lão giả kia đứng dậy, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Người chào rằng, có một ít chuyện ta thực sự không biết sao. Kim giả Tôn Giản như mày nói, kỳ thần không chỉ là Nguyệt Long Các tìm ta, còn có thần Kim Các, khôn dương đạo, cũng qua tìm ta điều kiện là tiến vào trong thiên địa tháp ta cũng động tâm thế nhưng ta đều cự tuyệt bọn họ tại sao à chẳng lẽ sư phụ không nghĩ cho kim xà môn sao lão xả kia lên tiếng hỏi nhớ cho kỹ đã không còn kim xả môn chỉ còn phân đà ở đồng hải kim xà tôn giảng nghiêm túc nhìn lão xả trước mắt rồi nói ta làm như vậy là bảo toàn mấy chục vạn đệ tử kim xả môn cũng là vì chính mình tại sao sư phụ không đáp ứng điều kiện của đám người nguyệt long các lão già này nghi hoặc hỏi bởi vì ta không tin bọn chúng bọn chúng đưa ra điều kiện như vậy chính là e ngại đế đạo minh mà lúc đầu ta rời khỏi tiền địa minh là cũng bởi vì bảo toàn kim xà môn gia nhập phi linh bôn cũng là bảo toàn mấy chục vạn đệ tử kim xà môn sự thật chứng minh ta đã đúng cơ hội tất cả các thế lực nhất lưu hiện tại chỉ còn có chúng ta tồn tại ở dưới phi linh bôn kim xả tôn giả chậm rãi nói. Còn thấy sư phụ không cần phải làm như vậy. Con nghe nói danh ngạch đi thiên địa tháp của phi linh bồn vô số. Ngay cả thực lực như thiên thủ quỷ tôn và không ít yêu thú cũng đi. Duy chỉ có sư phụ là không được đi. Lão giả này trầm giọng nói. Sư phụ hắn không cần phải làm như vậy. Bởi vì bọn họ không tín nhiệm ta. Mà thời gian ta gia nhập cũng ngắn. Kim xả tôn giả lại nói. Nói trong lòng hắn không có ý kiến là giả. Thế nhưng sau đó, hắn cũng nghĩ tới vấn đề của mình. Nếu như bọn họ không tín nhiệm chúng ta, vậy sao chúng ta không... Lão già này còn chưa nói xong. Ánh mắt của kim giả tôn giả một lần nữa trầm xuống, ngắt lời lão già này nói. Những lời này, ta hy vọng còn không nói thêm một lần nữa. Mọi chuyện không thể có lần thứ ba. Vâng ạ. À. Lão giả kia khúm đúng nói ra. Trong mắt rõ ràng có chút không phục. Kim giả tôn giả kẻ tham rồi nói. Có lẽ còn không rõ còn phải biết rằng chúng ta không phải gia nô của bà họ, cũng không phải là người bội bạc. Lúc trước khi rời khỏi thiên địa minh, cũng là bởi vì ta đã nhìn ra thiên địa minh khó có thể thành công. Ta đồng ý gia nhập phi linh môn thì sẽ không phản bội. Ta tin tưởng ánh mắt của mình. Lục thiếu du lành ít giữ nhiều là đúng. Thế nhưng phi linh môn bây giờ còn có dương quá, lục tâm đồng. Trong đám người trẻ tuổi còn có đoan mộc hồng chí, niếp phong, còn có lục kinh vân, Thánh Linh Cốc, Thánh Linh Giáo cùng với Phi Linh môn ta thấy chính là người một nhà. Cho nên hiện tại lại có năm đế giả tọa trấn. Lo gì Phi Linh môn không hưng thịnh. Trái lại thiên địa minh, người trẻ tuổi có bao nhiêu người có thể so sánh với Phi Linh môn Sớm muộn gì cũng có ngày chúng ta đừng Phi Linh môn tín nhiệm. Khi đó chính là ngày mà các ngươi nổi danh. Mà ta không sao cả. Cho dù có thể tiến vào trong thiên địa tháp cũng không phải tuyệt đối có thể dừng đế chỉ là có cơ hội mà thôi. Ta không cần cơ hội hư vô đó mà bám vào phi lịch môn. Kim xã tôn giả nói xong khẽ thở dài. Lão già này nhìn qua kim xã tôn giả. Ánh mắt khẽ biến đổi, lập tức quỳ trên mặt đất nói. Là đệ tử ngu muội không nhìn ra sư phụ nhìn xa trông rộng như vậy. Sư phụ nói, làm cho đệ tử hiểu ra. Sau này, đệ tử sẽ không nhắc những lời này nữa. Hy vọng còn hiểu rõ thật sự. Kim xã tôn giả nhìn lão già này rồi nói con phải nhớ cho kỹ, muốn người khác tin tưởng con, trước tiên con phải để cho người khác tin tưởng con đã. Chúng ta đã chọn thì phải tin tưởng ánh mắt của mình nhìn, cho dù thua cũng chỉ mất mạng, ít nhất cũng không hối hận, nếu không, tương lai cũng chỉ biết hối hận mà thôi. Trong tầng thứ nhất của thiên trụ giới, lúc này đã qua hơn 7 năm bên ngoài, ở bên trong tầng thứ nhất đã hơn 70 năm. Hơn 70 năm đối với người bình thường mà nói đã là cả đời người mà đối với cường giả mà nói cũng không tính là cái gì. Trong thiền trụ giới yên tĩnh, bạch biến Tôn giả, hiền bạch biến, nam thúc đã sớm quen tu luyện trong không gian yên tĩnh này. Mà tiểu long thì càng không cần phải nói. Đối với thiền trụ giới, nó vô cùng quen thuộc. Cũng không biết từ khi nào, quanh thần của tiểu long có năng lượng tiên địa bàng bạc hội tụ. Nhìn qua động tĩnh trong thiên địa, dường như thời gian năng lượng hội tụ đã không ngắn. Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên gió nổi mây phun, không gian giống như bị nghiền nát. Nam thúc và Bạch Biến tôn giả đang tĩnh tu, lập tức bị động tĩnh cực lớn này làm cho trở nên bừng tĩnh. Khi thân ảnh hai người đáp xuống không gian có động tĩnh cực lớn kia, thì lập tức kinh ngạc. Lúc này trong không gian gió nổi mây phun, tiếng chấm vang vọng không ngừng, năng lượng thiên địa bàng bạc tràn ngập, không gian trở nên mơ hồ. Trong không gian lờ mờ này, bên trong năng lượng thiên địa bàng bạc có một tiếng long ngâm vang vọng. Tiếng long ngâm này cũng không tính là to, cực kỳ trầm thấp. Thế nhưng trong sát na này khiến cho linh hồn nam thúc và bách biến tôn giả thoáng trồn dậy. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, tiểu long phóng lên trời hóa thành bản thể khổng lồ. Trào của thanh long, thần của huyền vũ, dưới bụng ngũ trào như ẩn như hiện. Huyền vũ thần sắc trên lưng lan tràn ra năng lượng kinh nhân. Đây là loài yêu thú gì? Bạch biến tôn giả, há hốc mồm, Giờ phút này, trong lòng hắn cảm thấy tim mình đập nhanh. Dưới cô áp bức uy này, thân thể là nhân loại, nhưng hắn cũng bị áp chế. Hắn chưa từng thấy yêu thú nào có uy năng khủng bố như vậy. Bên trên thân thể khổng đồ kia có long lân, tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Dưới bụng là ngũ trào, tiếng sấm nổ mạnh vang vọng chấn động nhân tâm. Một cỗ khí tức cường hãn không có cách nào che giấu, lan tràn ra. Trên người tiểu gia hỏa này có huyết mạch của thanh long hoàng độc và huyền vũ hoàng tông. Nam Thúc nói, cái gì khiến Bách Biến càng thêm há hốc mồm, khí tức thật là mạnh. Ánh mắt mang theo sự kinh ngạc chuyển động. Ánh mắt kinh ngạc của khiến Bách Biến lần nữa nhìn vào trong không gian gió nổi mây phùn trước mắt. Trên bản thể khổng lồ của Tiểu Long, nhìn năng lượng thiên địa tràn ngập kéo tới. Khí tức khủng bố này khiến cho lòng người run sợ. Giờ phút này, thân thể khổng lồ của Tiểu Long chiếm giữ trên không trung. Trong không gian có một cỗ năng lượng thiên địa cường hãn nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một vòng xoáy chung quanh thân thể tiểu long năng lượng tiền địa đều bị tiểu long hút vào trong cơ thể năng lượng tiền địa cường hãn rót vào khí tức trên người tiểu long lập tức kéo lên lần phiến rậm rạp chăng chịt toàn thân lúc này dường như đều đang hấp thu năng lượng trong tiền địa gợn sóng trong không gian đổi đến sóng to gió lớn giống như sóng nước cuồn cuộn cùng một thời gian ấy trong vi tầm của tiểu long quảng màng trói mắt cùng với khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể phù thiên cái địa tuôn ra khi từng giống như quang trụ bắn thẳng lên trời cao đánh bay gợn sóng trong không gian trong đạo quang trụ lúc này có một hư ảnh hình rồng xuất hiện đang tiếp nhận sự rèn rũa của năng lượng thiên địa năng lượng thiên địa rèn thú hồn tiểu gia hỏa này sắp thành đế rồi nam thúc kinh ngạc nhìn một màn trước mắt trong mắt hiện lên sự kinh ngạc tuyệt đối tuổi tăng của tiểu long hắn biết rất rõ tăng thêm lại là thú tộc tốc độ tu luyện so với nhân loại chậm hơn rất nhiều. Mà tốc độ của Tiểu Long lúc này ở trong thú tộc tuyệt đối chính là một kỳ tích. Loại tốc độ tu luyện này quả thực chính là siêu việt. Thành đế khiến bách biến nuốt một ngụm nước bọt. Hai chữ này giống như một ngọn núi lớn đè trên đỉnh đầu hắn. Thành đế, đó là mộng tưởng trước tới nay của hắn. Độc cô huynh, thu tộc đến đế giả, có phải so với đế giả nhân loại sẽ mạnh hơn hay không? Khiến bách biến hỏi Nam thúc dường như đã biết rõ thân phận của nam thúc vậy quan hệ giữa khiên bách biến và lục thiếu du nam thúc cũng từ trong miệng người này biết được đó là chuyện đương nhiên đặc biệt là tiểu long một khi nó đột phá thành đế sợ rằng ngay cả đế giả bình thường căn bản không phải là đối thủ của nó sự khủng bố của nó so với thiếu du cũng không kém bao nhiêu nam thúc từ từ nói mạnh nên như vậy sao khiên bách biến kinh ngạc không thôi nhưng mà hắn cũng không nghi ngờ lời nói của nam thúc năng lượng thiên địa bao phủ, linh hồn thể hình rồng kia dần dần hóa thành hình người. Đúng là bộ dáng của tiểu long, bộ dáng tôn quý, khiến cho trong lòng mọi người sinh ra sự kính sợ, kính sợ từ tận đáy lòng. Mà trên đầu bản thể tiểu long, năng lượng thiên địa vô hình không ngừng bị con mắt thứ ba trên đầu hấp thu vào trong cơ thể. Giờ phút này, cơ hồ tất cả lân phiến màu vàng trên bản thể tiểu long đều dựng đứng, từng mảnh lân phiến lan tràn ra kình phong, xuyên thấu cả không gian khiến cho không gian chung quanh nó không ngừng trùn dậy. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long lan tràn ra khí tức nóng bỏng vô cùng, đốt cháy gợn sóng trong không gian. Khí tức cường hãn đánh văng gợn sóng trong không gian. Một cụ ủy thế mạnh mẽ càng thêm cường hãn, chấn động nhân tâm. Cho đến một lát sau, ngay cả hư ảnh của Tiểu Long trở lại trong con mắt thứ ba. Thân thể khổng lồ của Tiểu Long đột nhiên trùn lên, giống như trong lúc vô hình phá tan một tấm bình chướng vô hình uy thế kinh người lan tràn trong lúc mơ hồ hiện ra uy năng khiến cho không gian vỡ vụn trong khoảnh khắc cả không gian vang vọng tiếng sấm gió nổi mây phun càng thêm lở mở chỉ có điện mang khiến cho tim người ta đập nhanh không ngừng lập lòe trên không trung khi thế như vậy chấn động nhân tâm càng có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta rung động đế cấp đột phá đế cấp cửu dai ánh mắt của nam túc sáng ngời giờ phút này linh hồn của hắn cũng đang rùn rẩy ủy áp thật là mạnh. Lúc này khiến bách biến càng bị uy áp mạnh hơn, toàn thân run rẩy. Dưới cỗ ủy năng khủng bố này, hắn có cảm giác mình không có lực chống lại. Tiểu Long lại một lần nữa ngẩng đầu, giống lên một tiếng giống như lòng ngầm. Thành âm hóa thành sóng âm lan tràn ra chung quanh, khiến cho không gian chung quanh run rẩy khổng ngớt. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, thái cổ U Minh Viêm bị ép vào đường cùng. Suốt 7 năm qua, hắn không thể không phòng bị không thể không tiêu hao không ngừng. Suốt hơn 7 năm này, hắn khóc không trả nước mắt. Lục tiêu du cứ yên lặng 7 năm, không có một chút động tĩnh nào. Quanh thân được quang mang năm loại thuộc tính bao phủ. Quang mang ngày càng trói mắt, khiến cho thái cổ U Minh Viêm ngày càng sợ hãi. Lục tiêu du giống như lão tăng nhập định, vững như bàn thạch. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, nếu không phải quanh người có khí tức quang mang thuộc tính phóng ra, nhất định sẽ khiến cho người ta tưởng rằng hắn đã vẫn lạc. Lúc này, nhìn lục tiêu du không nhúc nhích, không biết có phải bởi vì động tĩnh trong tiền trụ giới hay không, mà khí tức thoáng chấn động, rồi lập tức lâm vào trong yên lặng. Nhân loại, coi như ta sợ ngươi có được hay không? Ngươi đi ra ngoài được hay không hả? Nhân loại, dù sao, ngươi cũng không làm gì được ta. Ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi đi ra ngoài, ta sẽ tặng cho ngươi một bảo khố. Trong này đều là thứ do cường giả viễn cổ của nhân loại các người lưu lại trong hư không bí cảnh đấy mỗi một thứ đều là trọng bảo đấy đạt được bảo cô ấy cho sau khi ngươi ra ngoài đủ để quét ngang đại lục trở thành tồn tại cường đại nhất nhân loại à người nói một câu đi ta cầu xin ngươi người nói một câu thôi cũng được người có đồng ý không bằng không hay là tính như thế này đi ta nhận thua có được không chỉ cần người có thể dẫn ta ra ngoài ta sẽ bảo hộ ngươi một ngàn năm. Có ta bảo vệ ngươi một ngàn năm, cho dù là mấy hoàng tộc chó má kia cũng phải nhìn sắc mặt của ngươi. Ngươi có thể trả đạp bọn chúng, ngươi thấy thế nào? Nhân loại, ngươi có nghe thấy ta nói chuyện hay không vậy? Từng đạo thanh âm vang lên trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm. Thái cổ U Minh Viêm giống như sắp sụp đổ suốt hơn 7 năm. Thế nhưng nhân loại trước mắt lại làm ngơ hắn, căn bản không để ý tới hắn. Mà ngay cả thời gian khôi phục hắn cũng không có. Lúc này tách cổ U Minh Viêm đã hối hận thật sâu. Hắn hối hận vì đã đem nhân loại này nhốt vào trong thế giới của hắn. Mời thần tới thì dễ, đưa thần đi thì khó. Hiện tại hắn đang khóc không rả nước mắt. Trong hư không biết cảnh, trong không gian bao la, giờ phút này không có ai nhìn thấy. Trong không gian ấy tràn ngập kim quang rực rỡ, khí tức vô cùng sắc bén. Tại Đồng Hải, tại một hải vực cực lớn, bốn phía bị nước bao phủ chung quanh lọt vào trong tầm mắt của mọi người từng đoàn thuyền không ngừng tới lui vào hải đảo không ít thân ảnh bận rộn phía xa xa có rất nhiều kiến trúc kéo dài không ngớt thanh âm ẩm ý náo nhiệt bất phản một con thuyền xa 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 hoa nhanh chóng đi tới hải đảo chung quanh đã sớm được thu dọn trên bến tàu có không ít tàu bè ngừng dừng chân quan sát có thể khiến cho đoan bộc gia tộc làm như vậy tuyệt đối không phải là người bình thường đặc biệt là hộ vệ đội do đoan bộc gia tộc điều đến những người này trên lưu tôn đạo đều là cường giả coi như là người tiên vân đạo tới đoan bộc gia tộc cũng không long trọng như vậy dưới ánh mắt chăm chú của mọi người trên con thuyền lớn xa hoa có mấy đạo thân ảnh bất phàm cao ngất đi xuống trong đó còn có mấy nữ tử vô cùng xinh đẹp xin bài kiến nhị thiếu gia bài kiến trừ vị thiếu gia tiểu thư của phi đình nhìn thấy những người này trên bến tàu có mấy trăm người mặc áo giáp của độc cô gia tộc nhảy xuống chiến mã cùng kính hành lễ khi thấy bất phạm tất cả các người đứng lên đi đoan mộc hồng chí phất tay y bảo tất cả mọi người đứng dậy đại sư huynh người quá long trọng rồi hoàng tĩnh ngọc khẽ cười khiến cho không ít người phía xa bỗng nhiên giống như tất hồn lạc phách tiểu hồng chí người quá lòng trọng rồi đó bạch to to mỉm cười bây giờ ở trong phi linh môn người dám xưng hô với đoàn Bộc hồng chí như vậy. Cũng không có bao nhiêu người, mà Bạch Toa Toa chính là một trong những người ấy. Có lẽ là tỷ tỷ của ta sắp đến rồi đây, cũng không phải là ta. Đoàn Bộc hồng chí nhún nhún vai, bất đặc dĩ nói. Đại sư Huynh, lưu tô đảo rất náo nhiệt. Một thiếu niên mặc trường bào, nhìn chung quanh, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Ánh mắt sợ rằng, bất luận thiếu nữ nào liếc nhìn trong lòng không tránh khỏi rung động. Dưới ánh mắt này, quả thực là có không ít thiếu nữ chung quanh bến tàu lập tức nhìn về phía hắn. Tiêu tử kinh vân, người đừng có gây tai họa, không nên hái hoa ngắt cỏ giống như sư phụ của ngươi. Bạch Toa Toa nhìn những nữ tử xa xa, bận đặc dĩ nói với Lục Kinh Vân. Toa Toa A Di, -si, ta rất thuần khiết, vẫn còn là sử nam đấy. Lục Kinh Vân khẽ mỉm cười nói. Lục Kinh Vân nói xong, mấy nữ đệ tử phi đình bồn chung quanh cùng với những nữ đệ tử của đoàn mộc gia lập tức cười rộ lên ánh mắt nhìn về viết lục kinh vân có chút kỳ quái người có thể nói nhỏ hơn được không bố nhi không nhịn được mà liếc nhìn lục kinh vân lục kinh vân có chút ủy khuất mà nói ta thực sự còn là sử nam mà sử nam giống như đội y người là sử nam thì cũng không cần gặp ai cũng phải chứng minh như vậy nó nhiều sẽ không có ai tin đâu bảo nhi không nhanh không chậm liếc nhìn lục kinh vân mà nếu phong mỉm cười loại đề tài hắn sẽ không bao giờ xen vào thế nhưng ta còn chưa có phá, vẫn là xử nam, là điều kiêu ngạo của ta mà. Lục Kinh Vân dứt lời, lập tức nhảy xuống bến tàu trước. Mà kệ Bảo Nhi từ trước tới nay, Bảo Nhi luôn đấu võ mồm với hắn, hắn đã sớm quen rồi. Sư phụ thế nào thì đồ nhi như vậy, đúng là đều vô sỉ như nhau. Bạch toa toa bất đắc dĩ thở dài, đám người hoàng tĩnh ngọc thì nhát gan hơn một chút. Nghe mấy lời này, hai tài đỏ ửng, vẻ mặt bắt đầu ửng đỏ theo. Đi thôi, Chúng ta từ trên vạn đảo nhai trở về, vốn định trở về phi linh môn. Không ngờ tỷ tỷ của ta, sau khi biết được, lại mời chúng ta tới lưu tổ đảo mấy ngày. Mời mọi người, trên lưu tổ đảo, có mấy địa phương thú vị. Đến nơi này rồi, chứ vị sư đệ sư muội không đến khách khí. Đoan Mộc Hồng Chí bây giờ bảo mọi người lời thuyền. Đã rất lâu rồi, ta chưa gặp y y cô nương, ta đi trước tìm nàng. Nhăn kỳ lên tiếng nói, sau khi sư phụ vẫn lạc, đã lâu nàng chưa từng đi ra ngoài mọi người ngồi trên xe ngựa mà đoàn bộc gia tộc đã chuẩn bị từ trước lập tức rời khỏi bến tàu trên lưu tô đảo vốn có hơn hai ba vạn người cực kỳ phồn hoa đủ để so sánh với đại thành phồn hoa nhất trên đại lục linh vũ và cổ vực sau khi đoàn bộc gia tộc không ngừng phát triển tăng thêm sát nhầm không ít đảo nhỏ chung quanh chung quanh còn có rất đông người tụ tập tới số lượng đã hơn ức, ngày càng phồn vinh hơn đương nhiên không có người nào dám khiêu khích đoàn bộc gia trên lưu tô đảo. Có thể khống chế lưu tô đảo cũng đại biểu cho địa vị của đoàn bộc gia trên lưu tô đảo này. Càng quan trọng hơn chính là hiện tại không có kẻ ngốc nào đi khiêu khích đoàn bộc gia tộc. Trừ phi là muốn tìm cái chết. Lão tổ của đoàn bộc gia tộc chính là thánh thủ linh đế. Hiện tại đột phá thành đế rồi. Lão tổ còn tại thế. Tăng thêm thanh linh giáo và phi linh bôn. Còn ai dám chống lại đoàn bộc gia tộc? Thì ra là đại thiếu gia của đoàn bộc gia tộc trở về. Còn có người của phi linh bôn khó trách lại lòng trọng như vậy. Đoàn mộc gia tộc hiện tại không giống như trước đây, có thánh đình giáo và phi đình bồn ở đó, Đoàn mộc gia tộc vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ. Nghe nói thiếu gia của Đoàn mộc gia tộc còn chưa thành thân, nếu như người ta có thể vừa ý nha đầu của ta thì tốt rồi. Trong tiếng nghị luận của mọi người, một đạo thân ảnh nhìn qua đội xe ngựa kia, trong mắt hiện lên chút hàn ý, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm. Thái cổ u mình viêm khóc vô cùng hối hận miệng lưỡi bắt đầu có cảm giác khô khốc bảy năm nay nhân loại này không thèm để ý tới hắn làm gì mà hắn cũng không có biện pháp nào hắn đành phải buông tha trong lòng không ngừng suy nghĩ mình nên làm thế nào luận về trí tuệ hắn đã sớm là tồn tại độc nhất vô nhị không có một chút khác biệt nào với nhân loại thân là linh vật trời sinh trí tuệ thậm chí còn cao hơn chứ không thấp hơn luận về tâm trí lúc hắn xuất hiện còn sớm hơn cả nhân loại từ viễn cổ tới nay có thể tưởng tượng tâm trí của hắn như thế nào người bình thường khó có thể so sánh được với hắn thế nhưng vào lúc này thế giới của thái cổ u minh viêm đột nhiên thoáng chấn động trên thân thể lục tiêu du quang mang bốn loại thuộc tính mộc thủy hỏa thổ biến mất lúc nào không hay giờ phút này chỉ còn quang mang màu vàng không ngừng tản ra bầy kim quang trói mắt bên trong kim quang có cỗ khí tức bắt đầu có dấu hiệu lan tràn nhân loại rốt cuộc người tỉnh rồi sao? Dưới cỗ khí tức này, trong lòng thái cổ ù mình viêm cũng run dậy, lập tức kinh hỉ đền tiếng. Ít nhất, nhân loại này dường như đã có phản ứng. Chỉ tiếc lục thiêu du không có trả lời hắn, cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, dường như vẫn đang chìm đắm trong trạng thái nào đó, căn bản không có cái nào tỉnh lại. Trong hư không bí cảnh, giờ phút này cả không gian tràn ngập kim quang, kim quang tụ tập tới tình trạng khủng bố. Trong kim quang, khi tức sắc bén khuếch tán, chậm rãi lan tràn ra, lan tràn về chung quanh trong hư không bí cảnh to lớn. Kim quang lan tràn như vậy, trên không trung bắt đầu có biến hóa không rõ. Trên không trung dường như đang bị một cỗ quang mang màu đen bao phủ. Không gian bắt đầu có dấu hiệu bị ăn mòn, giống như vật thực vậy. Chỉ có kim quang không ngừng hội tụ trong không gian. Thời gian 7 năm, trong 7 năm này, lục gia không có phát triển quá lớn. Lục thiếu du đã đi rồi. Tuy rằng có phi linh môn, bon, thế nhưng sự phát triển của lục gia giống như gặp phải nút thắt vô hình. Trong lòng người lục gia dường như đều có cảm giác thiếu một chút gì đó, so với trước kia có cảm giác không giống. Những năm gần đây, lục gia phát triển có tài nguyên chống đỡ, lục gia mở rộng không ít. Trong gia tộc cũng xuất hiện không ít người trẻ tuổi bất phàm đi tới các sơn môn lớn, tuyệt đối có thể liều mạng với những người cùng thế hệ. Nhưng mà trong đám người trẻ tuổi so sánh với lục tiêu du, tự nhiên còn kém xa. Mấy người chủ yếu của lục gia mấy năm này buồn bực không thôi, thế nhưng cũng không có cách nào. Muốn đi tìm hư không bí cảnh, thế nhưng chỉ có tâm mà không có lực. Thực lực của bọn họ kém quá, có một ít chuyện căn bản không thể tham dự được. Ồ, sắc trời dường như không quá bình thường. Tại một đình viện trong lục gia, lục trung nhìn lên trên không trung, bầu trời sáng rõ kia, trong lúc bờ hồ khiến cho người ta có cảm giác áp lực, rõ ràng tâm mắt không giống như bình thường. Đúng là có chút không giống bình thường, dường như trên trời bị thứ gì đó bao phủ. Lục Đông kinh ngạc. Đại ca, tam ca, các người có cảm giác được cái gì hay không? Tại sao ta có cảm giác trên người của ta có chút không ổn? Lục Tây nhìn lục đông và lục trung hỏi. Trong cơ thể hắn dường như có biến hóa bất thường. Thần là tu luyện giả, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng loại cảm giác này đây dường như không phải là biến hóa bình thường. Biến hóa cái gì? Ánh mắt của lục trung sáng ngời, lập tức hỏi lục tây. Linh hồn cảm thấy rất áp lực, máu tươi trong cơ thể có cảm giác sôi trào. Lục tây do dự một chút, cảm nhận cảm giác trong cơ thể, lập tức miêu tả với hai người lục trung, lục đông. Người cũng cảm giác như vậy sao? Ta cho rằng chỉ ta có biến hóa này. Vừa rồi ta còn đang muốn hỏi hai người các ngươi. Lục Đông lập tức nói hắn cũng có loại cảm giác như vậy ta cũng có cùng một loại cảm giác lục trung nhìn hai người vẻ mặt có chút ngưng trọng cảm giác của ta so với hai người còn ngưng trọng hơn một chút trong thiên điện lúc này lặng lẽ biến hóa giống như vô thành vô tức thế nhưng lại cực kỳ rõ ràng trên đại lục đinh vũ sắc trời biến hóa mặt đất ngẫu nhìn thoáng run rẩy vô số dã thú kinh hãi trở lại hang ổ chim bay không dám đáp xuống đất cổ vực từng ngọn núi ngẫu nhiên lay động, vô số chuột từ trong khe đất lao ra, di chuyển thành từng đàn. Đồng hải, mặt đất cuồn cuộn chấn động bất thường, vô số đàn cá dày đặc giống như che đậy hải vực, xoay quanh, tụ tập trên mặt nước. Trong phía nam tổ yêu lâm, trong lòng yêu thú tự nhiên rùn rậy. Phía bắc, linh hoảng nhai, linh hồn của linh thú rung rung, tìm tự dừng đập nhanh. Biến hóa như vậy, trong thiên địa có từng đạo thân ảnh xuất hiện trong mây. Trên ngọn núi không có ai có thể nhận ra tất cả đều đang bấm đốt ngón tay tính toán cái gì đó, thế nhưng căn bản không thể cảm ứng ra được cái gì, chỉ có thể đoán được trong thiên địa nhất định sẽ có biến cố lớn. Biến cố bực này cũng khiến cho bọn họ run sợ. Giờ phút này, trời cao dường như đã bắt đầu có biến hóa. Trên hải vực rộng lớn, sóng nước cuồn cuộn, cơn sóng không ngừng lan tràn ra mấy hải đảo phía xa. Sóng nước va và chạm vào đá ngầm, tạo thành bọt nước cao mấy chục thước, phát hiện ra tiếng ào ào đình tài nhức óc cực lớn. Một chiếc thuyền lớn xa hoa lúc này đã bị va chạm, lập tức bị nghiền nát, chìm xuống hải vực đang cuồn cuộn không ngừng. Trong ánh mắt của mọi người, trên hải vực xuất hiện cơn sóng cực lớn, sóng biển lan tràn, một mảng lớn yêu thú xuất hiện, cả phạm vi hải vực to lớn có vô số yêu thú trong nước xuất hiện, một cỗ khí tức bắt đầu phóng lên trời, trong đó có không ít yêu thú lục giai. Trong đàn yêu thú khổng bố kia bây giờ có vài đầu yêu thú thất giai, bằng không bọn họ cũng không chật vật trốn chạy như vậy. Một hai đầu yêu thú thất giai bình thường, bọn họ không cần phải để ý. Từng tiếng thú trống phóng lên trời, vô số yêu thú rậm rạp trăng chịt, trọn vẹn tới ngàn vạn đầu, ít nhất cũng có bảy tám ngàn đầu, thậm chí còn có không ít yêu thú khổng lồ. thân thể khổng lồ giống như một hải đảo xuất hiện trong mắt mọi người. Hỗn đạn, không ngờ đám yêu thú trong nước này dám công kích chúng ta. Trên đầu thuyền, giờ phút này có vô số thân ảnh lùng la lung lay đứng trên con thuyền xà hoa sắp chìm. Dẫn đầu là mấy thân ảnh vững như Thái Sơn, chính là đám người Lục Kinh Vân, Đoàn bọc Hồng Chí, Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Ngọc. Những yêu thú này không phải muốn công kích chúng ta, hẳn là bị người khác thúc giục hoặc là khống chế. Đoàn bọc Hồng Chí nhìn qua đàn yêu thú kinh khủng, đàn yêu thú này quá nhiều, đệ tử có tu vi thấp trên thuyền cũng không ít, bọn họ có thể trốn thế nhưng đệ tử tù vi thấp thì phiền phức hơn. Sắc mặt dường như cũng không quá bình thường. Bạch to toan nhìn sắc trời trên không trung, cả không trung lúc này dường như có biến hóa mơ hồ gì đó. Bên kia có một hải đảo, thuyền này sắp chìm rồi, chúng ta tới hải đảo đó rồi lại nghĩ biện pháp. Lục Kinh Vân nói xong, toàn thân run lên, máu tươi trong cơ thể không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy nóng bỏng. Kinh Vân xử đệ, đệ không xảo đây chứ. Niệm phòng dường như đã nhìn ra Lục Kinh Vân có chút không ổn, cho nên lập tức hỏi Lục Kinh Vân. Để không sao, Lục Kinh Vân lập tức khôi phục lại, cũng không có ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Hắn nhìn đàn yêu thú chung quanh vội vàng nói. Niếp phòng sư Huynh và Bảo Nhi cùng với Huynh theo đệ và bối Nhi ngăn cản đạm yêu thú trong nước này bột lát. Tòa tòa a di đại sư Huynh, tứ sư tỷ các người mau chóng dẫn đệ tử tới hải đảo trước mặt, đánh nạn đi, nhanh lên, kẻo không kịp mất. Không thành vấn đề, vậy thì các ngươi phải cẩn thận hơn một chút. Bạch Toa Toa, Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc gật đầu nói. Bố nhì, chúng ta đi thôi. Lục Kinh Vân nói xong lập tức lăng không nhảy lên. Dùng một lúc, bàn chân niếp phong kẹt điểm mặt đất. Thần hình phóng lên trời cao, đứng ở bên cạnh Lục Kinh Vân. Bố nhì cùng với ca ca bảo nhi nhìn nhau. Thân thể hai người lan tràn ra quang mang, nhanh như thiểm điện phóng lên trời. Hai tiếng lòng ngầm vàng vọng, thanh âm tựa như chuông động, khiến cho không ít yêu thú trong nước trùn sợ. Trong chớp mắt ngắn ngồi, hai đạo thanh âm vừa dứt, Bố Nhi và Bảo Nhi nhanh chóng hóa thành bản thể khổng lồ chừng 700 thước, lăng không đứng trên không trung. Toàn thân bản thể của Bố Nhi và Bảo Nhi tràn ngập long lân màu vàng, khí tức bàng bạc không ngừng phóng ra, bộ dáng dữ tợn uy mãnh, trên đầu có hai cây sừng, hai cái sừng trắng kiện, dưới bụng là ngũ trảo xé rách gợn sóng trong không gian. Lưu quang màu vàng quanh quần, gợn sóng quanh thân vặn vẹo. Bản thể của hai người Bố Nhi, Bảo Nhi hiện lên, đàn yêu thú phía dưới run sợ, từng đầu yêu thú run sợ rít gào. Bản thể Bảo Nhi và Bối Nhi đều là hoàng kim yêu long viễn cổ. Trong đám yêu thú viễn cổ, hoàng kim yêu long tuyệt đối là yêu thú lòng tộc. Tuy rằng không phải yêu thú lòng tộc có huyết mạch chính thống nhất, thế nhưng huyết mạch so với quỷ long như hoa còn cao hơn công ít, huyết mạch chỉ dưới thanh long mà thôi. Đối với yêu thú khác, tuyệt đối có ủy áp. Giờ phút này, trên bản thể của Bảo Nhi, Bối Nhi lan tràn ra kim quang rực rỡ, trên thân thể khổng lồ lan tràn ra một cỗ uy áp bàng bạc khiến những đầu yêu thú thất giai trong đàn yêu thú không nhịn được bắt đầu rùn rẩy nhưng mà tu vi của mấy đầu yêu thú thất giai kia không thấp có hai đầu tới thất giai hậu kỳ huyết mạch dường như cũng không có kém có thể chống lại uy áp của bảo nhi và bối nhi hai tiếng gầm gừ trong nước phóng lên cao hai đạo thú ảnh khổng lồ từ trong nước nhảy ra một đầu hồ yêu xa cùng với một đầu yêu vu trầm trạo lập tức công kích vào bảo nhi và bố nhi bản thể khổng lồ của bảo nhi và bố nhi lơ lửng trên không trung thân thể vặn vẹo uy áp nồng đậm lan tràn ra cả không trung lúc này dường như cũng run rẩy lục kinh vân và niếp phong liếc nhìn nhau lập tức có động tác trong tay niếp phong xuất hiện một cái bao tay vũ linh khí trong chớp mắt tay phải đánh ra một đạo trào ấn xuyên thấu không gian mang theo tàn ảnh hung hăng đánh vào cây râu cực lớn của yêu vù trăm trào kia. Trên không trung lập tức vang vọng thành âm bạo liệt cực lớn, đồng thời lực lượng va chạm bắn ra quang mang chói mắt. Một trào này của Niếp Phong không thể bẻ gãy râu của yêu vù trăm trào. thân thể của nó còn bị đẩy đùi về phía sau, bổ nhau mấy cái trên không trung mới có thể đứng vững được. Huyết hồn ấn. Trong chớp mắt, một cỗ khí tức bàng bạc quanh thân lục kinh vân tuôn ra. Cả không gian dưới cỗ khí tức cường hãn này thoáng run chảy một đạo huyết sắc quang mang mang theo uy thế tuyệt đối từ trong tay hắn bắn ra huyết hồn ấn là do thánh thủ linh đế truyền lại trong phi linh bôn trình độ tu luyện của lục kinh vân khắc khổ không kém sư phụ lại được thánh thủ linh đế chỉ điểm từ rất sớm cho nên đã tu luyện thành công huyết hồn ấn tiếp theo trong nháy mắt một tiếng thú minh giống như hổ gầm phượng minh từ trong lòng bàn tay lục kinh vân mơ hồ truyền ra trong khoảnh khắc trong lòng bàn tay lục kinh vân có một hư ảnh giống rồng mà không phải rồng giống hồ mà không phải hồ lướt tới một cỗ uy áp từ bên trên khuếch tán ra tay của lục kinh vân đánh ra huyết hồn ấn thành âm thú minh vang vọng lập tức hóa thành một đạo huyết sắc quang mang nhỏ nhỏ đánh vào trong đầu hồ yêu xa huyết hồn ấn đánh vào đầu đầu hồ yêu xa chịu uy áp cắm bắt đỏ vĩ đại trong nháy mắt ngốc trệ thân thể khổng lồ bị đẩy lui sử huynh bối nhi mau lùi lại. Chúng ta tới hải đảo phía trước rồi nói. Lục Kinh Vân biết thực lực của mình, đầu hổ yêu xa này chính là yêu thú thất giai hậu kỳ gần tới đỉnh phong, có huyết hồn ấn cũng khó có thể trông lại yêu thú khủng bố này. Trên hải vực lại là địa bàn của bọn chúng, đối với chúng càng có lợi hơn. Tốt nhất cứ lùi về phía hải đảo rồi nói sau. Lục Kinh Vân và Niếp Phong lập tức nhanh chóng lùi lại, bản thể khổng lồ của Bảo Nhi và Bối Nhi cũng nhanh chóng lùi theo từng đầu yêu thú trong nước đang muốn đuổi theo. Thế nhưng lúc này trên hải vực, đột nhiên chấn động kịch liệt. Hải vực vô biên bắt đầu có sóng nước cuồn cuộn, cả không gian đột nhiên tràn ngập áp lực. Đám yêu thú đang định đuổi theo run sợ, thân thể đình trệ một lát. Thân thể lục kinh vân đáp xuống hải đảo, lập tức lào đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. Kinh vân dường như đệ có chút không ổn đấy. Niệm phòng đáp xuống bên người lục kinh vân rồi nói chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Chúng ta nhanh nghĩ biện pháp đối phó với đám yếu tố trong nước này mới được. Lục Kinh Vân vội vàng nói, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn cảm thấy máu của mình nóng lên, dường như sôi trào rồi lại lập tức hồi phục, hắn cũng không biết chuyện này là như thế nào. Trong thiên địa biến hóa vô hình, càng ngày càng rõ, cơ hồ bao phủ cả không gian, bao phủ không gian, đương nhiên không phải không gian bên ngoài, dù sao bên ngoài không gian này còn tồn tại một không gian khác. Sợ rằng còn chưa có ai trên đại lục này làm được một bước như vậy. Bao phủ không gian chỉ là bao phủ không gian trong thiên địa này, giống như mặt trăng và mặt trời vậy. Chỉ là người bình thường không có cách nào nhìn thấy không gian này mà thôi. Biến hóa trong thiên địa, cơ hồ bao phủ tất cả không gian, tất cả đều có biến hóa kinh nhân. Ba ngày, trong vòng ba ngày, bầu trời xám trắng, không có mặt trăng hay mặt trời. Trời xanh được một cỗ kim quang nhàn nhạt, nhạt bao phủ. Trong vòng ba ngày, mặt đất lay động, mặt nước cuồn cuộn, không gian kẽ trùn rầy Cơ hồ tất cả dấu hiệu đều cho thấy trong thiên địa dường như sắp xảy ra biến cố cực lớn nào đó. Trong thiên địa, từng đạo thân ảnh hiện lên trên thiên không. Không ít người trong trao đổi. Bây giờ thế nhưng không ai biết chuyện này là như thế nào. Thiên địa đột nhiên rùng động. Thiên địa biến hóa khác thường. Rốt cuộc có chuyện gì đây? đây cũng không giống như là dị tượng thiên địa. Trước này chưa từng có hiện tượng này xuất hiện. Chẳng lẽ trong thiên địa sắp xảy ra chuyện gì sao? Trong thập đại hoàng tộc, từng đạo thanh âm mang theo sự nghi hoặc vàng vọng. Thế nhưng cũng không thu hoạch được gì. Không có ai biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Trên trấn thành vân, không ít người của lục gia đã bắt đầu tụ tập trong đại điện ở quảng trường ba ngày trước. Đại ca, tam ca, cơ hồ tất cả người của lục gia chỉ cần có huyết mạch của lục gia đều có những biến hóa như vậy. Ngoài đại điện, lục tây nói với hai người lục trung và lục đông trong lòng có vẻ lo lắng. Chỉ có người có huyết mạch lục gia mới có biến hóa này, chẳng đại chuyện này có liên quan tới thiền địa sao? Trong lòng của lục trung nghi hoặc, ánh mắt cực kỳ ngừng trọng. Đã ba ngày trôi qua rồi đấy, ba ngày này thiên địa vô cùng dị thường, chẳng lẽ trong thiên địa có biến hóa kinh người nào sao? Lục Đông bây giờ cũng nghi hoặc, không có cách nào hiểu được những chuyện này. Trong hư không bí cảnh, trong cả không gian tràn ngập khí tức sắc bén và lạnh lẽo, trên không trung bắt đầu phong vân biến sắc, vô số mây đen dày đặc kéo tới. Mây đen dày đặc bao phủ, không gian đột nhiên lờ mờ. Trong không gian, có một cỗ năng lượng vô hình chấn động, mặt đất lắc lư, trong sơn mạch, mặt nước nổi lên sóng to gió lớn, không gian lờ mờ, trong tầm mắt càng ngày càng có nhiều kim quang hội tụ, càng lúc càng chói mắt hơn. Dần dần kim quang giống như là mặt trời ban trưa, không ngừng phóng ra quang mang trói mắt. Thế nhưng lại không có bất kỳ một người nào nhìn thấy. Biển mây bao la vốn bị thái cổ u minh viêm nóng bỏng lan tràn. Lúc này dưới sự bao phủ của kim quang, hỏa diễm màu xanh ra trời bắt đầu có dấu hiệu đùi bước. Trên không trung, từng đạo kim quang không ngừng rút xuống cửa vào kia. Sau đó không ngừng lan tràn ra không gian chung quanh trong hư không bí cảnh. Tại sao có thể như vậy? khí tức này sao lại khủng bố như thế? Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, lúc này một câu khí tức lạnh lẽo sắc bén xuyên qua bản thể là biển lửa màu xanh ra trời của thái cổ U Minh Viêm tiến vào bên trong. Căn bản không thèm để ý tới sự ngăn cản của thái cổ U Minh Viêm. Quang mang màu vàng không ngừng rót vào trong, cơ hồ tất cả hành động ngăn cản của thái cổ U Minh Viêm đều không có hiệu lực. Quang mang màu vàng chiếu rọi, thái cổ U Minh Viêm ngày càng run sợ cỗ khí thức này khiến cho hắn có cảm giác giống như đã từng quen biết hắn xác định khí thức này mình chưa bao giờ gặp thế nhưng cảm giác lại rất giống trong thế giới của thái cổ u minh viêm quang mang màu vàng xuyên thấu không gian kéo tới lập tức trở thành một thông đạo bằng quang mang màu vàng cực lớn xuyên thấu qua biển lửa nóng bỏng màu xanh da trời lập tức bao phủ bên ngoài quang tráo của kim đao màu vàng đang bảo vệ lục thiêu du quang mang trên kim đao màu vàng sau khi bị quang mang màu vàng va chạm, đàm mang lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà kim đam màu vàng cũng chậm rãi hóa thành một đạo quang mang màu vàng tiến vào trong vi tâm của lục tiêu du. kim đam màu vàng biến mất không thấy đầu nữa, quang mang màu vàng tràn ngập ký tức sắc bén, lạnh lẽo bao phủ lên người lục tiêu du. dưới sự bao phủ của quang mang màu vàng, dùng đam màu xanh ra trời trong thế giới của thái cổ u minh viêm không có cách nào xuyên thấu qua quang mang ấy. Thái cổ u minh viêm thậm chí cực kỳ kiêng kỵ, toàn thân của nó phát run. Thế nhưng hỏa diễm trong thế giới của Thái cổ u minh viêm cuồn cuộn khổng ngớt, vô số bọt khí nóng bỏng nổ tung, hùng nhàm khủng bố bắn tứ tung. Dưới sự bao phủ của quang mang màu vàng tràn ngập khí tức sắc bén và lạnh lẽo, bên trong quang mang giống như có một cỗ lực lượng mạnh mẽ, lập tức đem thân hình của Lục Tiêu Du hút ra bên ngoài, mạnh mẽ hút thân thể Lục Tiêu Du vào trong thế giới của thái cổ u minh viêm thái cổ u minh viêm không có một chút sức lực nào ngăn cản giống như cỗ quang mang màu vàng này dường như có thể tự do ra vào trong thế giới của hắn hỗn sầu cực lớn giống như đối thẳng xuống lòng đất trong hòa diễm bầu xanh ra trời đột nhiên có một đạo quang mang màu vàng bao phủ một đạo thân ảnh đột nhiên phóng lên trời sau đó lập tức lơ lửng trên thiên không đạo thân ảnh này xuất hiện một đạo quang mang màu vàng từ trên chín tầng trời rút xuống bên trong kim quang rực rỡ có khí tức sắc bén lạnh lẽo vô cùng vô tận đồng thời mặt đất trong không gian này dường như có thứ gì đó tỉnh lại mặt đất bao la vô tận run rẩy sau đó lập tức rạn nứt tạo thành một cái khe lớn khe nứt đèn kịt khủng bố dưới sự chiếu sáng của kim đao mặt đất vô tận bỗng nhiên vỡ ra từng khe nứt lớn từng đạo quang mang màu vàng từ trong khe nứt bắn ra hội tụ lại một chỗ, từng trong lòng đất lao ra, tạo thành một đạo quang trụ màu vàng bao phủ lấy thân thể lục tiêu du. Khí tức hùng hậu bước nhân lan tràn. Lập tức, kim quang quanh thân lục tiêu du kết nối giữa trời và đất. Trong chốc lát, cả không gian cuồng phong riết gạo, kim quang đại thịnh. Kim quang này tràn ngập không gian, cùng với tiền địa vừa mới lờ mờ tạo thành một thể. Kim quang rực rỡ, tự như che khuất bầu trời, bao phủ không gian vô cùng thần dị huyền ảo không nói nên lợi lúc này cả phiến tiên địa bỗng nhiên biến sắc trên hải đảo bốn phía xanh biếc Trung quanh ngẫu nhiên truyền đến tiếng thú rống khiến cho không khí trở nên căng cứng ở giữa có một quảng trường hình hàm cốc bốn phía đều là vách núi đá dựng đứng vách núi này giống với người có tu vi vương cấp xuất cấp mà nói không thành vấn đề bất quá đối với người có tu vi vũ tướng vũ phách mà nói đường ra duy nhất chỉ có một chỗ thế nhưng lại không thể chạy thoát. Huống chi, bốn phía lại là đàn yêu thú chậm rạp, chẳng nhịp. Giờ phút này, trong hạp cốc, có hơn chục đạo thần ảnh, sắc mặt tái nhợt, có người trong lòng đã sinh ra sự sợ hãi. Nhưng trong đó vẫn có mấy thanh niên nam nữ có thân thể cao ngất, trong mắt không có bao nhiêu sự sợ hãi. Sắc trời như thế nào, không có mặt trăng, mặt trời, bảo là mờ mịt, tại sao có thể như vậy? Thiền địa dị biến, biến đổi hay sao? một thanh niên nhìn lên bầu trời trên khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc bọn họ chưa từng nhìn thấy thiên địa xảy ra biến hóa như vậy mọi người cứ nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước đã hiện tại chúng ta đã bị đàn yêu thú vây quanh nếu như tất cả yêu thú vây công chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn đoàn mộc hồng chí nhìn bốn phía sắc mặt ngưng trọng đại sư huynh những yêu thú này vây quanh chúng ta đã hai mươi mấy thời thần rồi mà không phải động cơ công kích chuyện này có chút kỳ quái Niệm Phong nói với đám người đoàn mộc hồng chí, vẻ mặt cực kỳ ngừng trọng. Chẳng lẽ những yếu thú này vì thiên địa dị biến cho nên mới chịu ảnh hưởng sao? Hoàng Tĩnh Ngọc nhíu mày, lúc này khuôn mặt có chút tái nhợt, dùng nhàn tuyệt mỹ khiến cho người ta động lòng, khiến cho người ta không khỏi thường hòa tiếc ngọc. Ta thấy không hoàn toàn giống như vậy, những yếu thú này dường như cố ý vây khốn chúng ta, dường như đang đợi người khác. Lục Kinh Vân cân nhắc một hồi, sắc mặt gừng trọng nhìn bốn phía, Hắn muốn rời khỏi đàn yêu thú này, có lẽ cũng không khó. Nhưng vì lúc này có nhiều đệ tử phi linh môn như vậy, hắn không có cách nào mang đi toàn bộ. Bây giờ chúng ta cũng không có cách nào thông báo cường giả trong môn tới đầy cứu viện, phiền phức lớn rồi đây. Bạch toa toa dường như bất lực nói ra một câu như vậy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.